Xin chào toàn thể quý cô chú chị đã đến với kênh YouTube chuyên review về ống nhòm chính hãng và em là thắng tóc sách. Ngày hôm nay thì em thắng tiếp tục nhận thêm những dòng sản phẩm chính hãng mà quý khách hàng gửi về bên em hỗ trợ sửa chữa và bảo hành. À, như quý cô chú chị thêm kênh có thể tham khảo thì đây toàn bộ là những cái mẫu ống nhòm hot nhất ở thị trường Việt Nam. À, ví dụ chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm Nikon Monarch M7 này. À, chiếc này thì khi mà quý khách hàng dùng thì một thời gian nó bị gãy trục bên trong có một cái mũi trục nhỏ các bạn nhé và đây là một trong những cái dòng sản phẩm ông vua phân khúc Nikon Mono M7 và những cái thế hệ bản ngày trước rất được nhiều anh em lựa chọn và ưu tiên à, tiếp theo đó thì chiếc này là chiếc EK à, chiếc EK phiên bản ED Capter à, về tình trạng của chiếc này thì nó bị nạch trục các bạn nhé quý cô các bác có thể tham khảo đây nó bị nạch trục nên là vì chúng ta thấy chúng ta phải căn chỉnh lại cái trục bên trong À, cho công học để làm sao cho nó hình ảnh nó chụp là một nó không bị choáng hay bị đau mắt các bác nhé. Và đây là sản phẩm bút neo phiên bản e edx thì phải, à, cô chú anh chị xem cận có thể tham khảo. À, bút neo thì khi mà à, qua thời gian sử dụng thì với cá nhân em tháng cảm nhận thì ống nó cũng còn rất là đầm. Bút neo này, bút neo edx này và mỗi một chiếc thì nó sẽ có một cái phân khúc à, nhất định và à, khi mà các bác gửi hàng bên em thì các bác cũng yên tâm nhé à, bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cho các bác với một cái chi phí hợp lý và đây à, quý cô chú anh chị xem kênh có tham khảo đây đơn nhà hàng nhà em thật sự nó rất là nhiều rất rất nhiều à, cảm ơn anh em ba miền đã luôn tin tưởng và ủng hộ à, những cái dòng sản phẩm à, phân khúc mà được nhiều anh em lựa chọn nhiều nhất Chiếc tay em thắng là dòng sản phẩm bán chạy nhất năm 2024, đó chính là dòng sản phẩm NK phiên bản 340FT. Đây là một trong những phiên bản mới nhất và đặc biệt là bán chạy nhất trong năm 2024. Về chi tiết của em này thì em đã có những cái video hướng dẫn và giới thiệu cho các bác rồi và nói qua một chút những cái ưu điểm nổi trội. À, trước tiên thì đây là một trong những cái phần sản phẩm nâng cấp so với phiên bản cũ. À, phiên bản cũ là 326FT tức là cái trường nhìn của chiếc này, này đã nâng à, lên một xíu tức là giúp các bác có thể nhìn rộng hơn. Và à, một ưu điểm nữa đó chính là về cốc mắt. À, quý anh em xem kênh có thể tham khảo là chiếc này thì sẽ có ba cái cốc mắt ba na cốc mắt. Và cái độ hoàn thiện cốc mắt thì nó rất là tốt. À, ngoài ra nữa thì chắc chắn rồi Mới một sản phẩm à, sản xuất năm 2024 này có quý cô chú anh chị có thể tham khảo là có cái mã vạch đầy đủ và chiếc này thì nó sẽ có nâng cấp cái trường phẳng tức là nó sẽ giúp hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn và đặc biệt là nó nét toàn trường nó sẽ tốt hơn các bạn nhá ống kính thì siêu đẹp Đó, các bác xem kênh có thể tham khảo này độ hoàn thiện sản phẩm nó rất là tốt và với chiếc này thì em thắng chỉ còn ba chiếc ba chiếc cuối cùng trong cái kho của nhà em thì em xin phép giao lưu với toàn thể quý anh chị em xem kênh mức giá là 5 triệu năm trăm nghìn đồng bao ship và sẽ được bảo hành 2 năm hỗ trợ nâng đời và sửa chữa cho các bác à, ngoài ra nữa thì nhà em có rất nhiều hàng các bạn nhé ví dụ như Nikon Monac m này hàng về cũng liên tục của EK rồi Sun Tu rất nhiều những cái mẫu mã khác nhau thì mình kho nhà em rất nhiều nhưng mà với một cái với cái nhân em thắng đánh giá đây là một trong những cái ông vũ văn khúc 5 triệu 500 nghìn đồng bao ship thì nó tốt nhất phân khúc rồi các bạn nhé rồi quý à, anh em mua hàng thì em xin nhắc lại một lần nữa là liên hệ trực tiếp qua đầu số hotline là năm 862059 các bạn nhé hàng hóa nhà em rất là nhiều nên các bác yên tâm mua hàng xin chào và hẹn gặp lại